đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví Multi Chain, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coin 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi 98 Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói về một số những thông tin liên quan đến crypto đi Thì với cái sự xuống rồi lên của ngày hôm qua tới hôm nay đó Các bạn đã thấy được là chúng ta đã có rất là nhiều định lon bị thanh lý trong vòng một giờ thôi cách đây đó đây là cái bài được đăng hồi 6 giờ sáng thì tối ngày hôm qua đó chúng ta đã thấy có tới 30 triệu định lon bị thanh lý trong vòng một giờ trên chân bản đó thì nghe có vẻ là nhiều nhưng mà khi chúng ta nhìn vào cả ngày hôm nay đó thì trong vòng 24 giờ qua các bạn sẽ thấy được là tổng cái số tiền bị thanh lý đó là 291 triệu tổng cộng và các bạn thấy được là trong vòng 24 giờ theo ước tính của con class sẽ có 76.461 trader bị thanh lý À, và cái con số này đó nếu nó cao cũng không phải đâu nếu nó cao thì nó phải cao hơn nhưng ba con số này mới gọi là cao và ngay cái thời điểm này đó thì chúng ta thấy nhiều lệnh long hay là nhiều lệnh short trên những sàn thì những sàn lớn như là binance ftx đó, các bạn sẽ thấy được là trong vòng một giờ qua là nghiêng về lệnh short nhiều hơn các bạn đã thấy là 54% là short 45% là long hiện tại và chúng ta sẽ nhìn một số những thông tin à, cũng là tốt ngày hôm nay và đương nhiên chúng ta bắt đầu từ hopium tiếp tục đến từ Will Clemente Thì Will Clemente chia sẻ ở trên Twitter ra mặc dù là các bạn có thể cảm thấy nhàm chán ở thời điểm này Các bạn sẽ cảm thấy không vui mỗi lần mà giá đi xuống một chút Các bạn sẽ cảm thấy là buồn khi mà giá tăng không là bao nhiêu Nhưng mà khi mà các bạn tiếp tục nhìn vào những cái dữ liệu on-chain thì đây là một cái bức tranh hoàn toàn khác trên màn hình các bạn thấy có hai cái đường đường đầu tiên đó đây là cái giá cả của BTC cái đường màu tím bên dưới này đó là cái số lượng Bitcoin nằm trong những cái ví mà có thể hiểu đơn giản là những cái ví mà khó lấy ra đây những cái ví chứa lạnh đây gọi là illiquid supply thì các bạn đã thấy được là cái đường màu tím này đó bắt đầu tăng trưởng là từ tháng 6 của năm ngoái rồi và đặc biệt là gần đây đó các bạn thấy được là từ đầu tháng 3 tới bây giờ cái đường màu tím này đó có một cái sự tăng trưởng rất là nhanh đây có nghĩa là gì đây có nghĩa là chúng ta có nhiều Bitcoin đột ngột được nạp vào trong những cái ví mà có thể nói là những cái ví lưu trữ lâu dài có nghĩa là dấu hiệu tích lũy của những người mà có lòng tin về trong thị trường này đó vẫn còn và họ vẫn tiếp tục thu mua và tích lũy và thường đã từng chia sẻ với các bạn nhưng mà nào mà theo dõi kênh này ra một thời gian dài cũng đã biết là thường đã từng chia sẻ với bạn là gần đây ra thường rất là chú tâm thu mua thêm BTC và cái số lượng Bitcoin thường có trong tay hiện bây giờ là cái số lượng cao nhất mà Thuận có từ trước tới bây giờ có nghĩa là có một thời gian các bạn đã nhớ những video thường chia sẻ về chốt lời nhưng mà bây giờ đã cái số lượng thì đang nắm giữ còn nhiều hơn trước đây nữa thì bản thân thường vẫn tiếp tục tích lũy ở thời điểm hiện tại đó là cái tài liệu được chia sẻ bởi Will Clemente kế tiếp đó là cái thông tin được chia sẻ bởi CEO của công ty RayScale thì trong một cuộc phỏng vấn đó công ty RayScale CEO đó chính là Michael Sonahan thì vẫn chia sẻ là một cái quỹ đầu tư Bitcoin ETF spot sẽ được thông qua cái câu hỏi là sớm hay muộn mà thôi và hiện bây giờ các bạn có đã biết là Rayscale vẫn đang còn một cái đơn đang chờ được duyệt bởi SEC và Michael hình cũng đã nói là nếu như mà ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ đó SEC mà không có duyệt cái đề xuất của công ty Rayscale thì họ sẽ kiện SEC tại vì đó họ nói rất là vô lý các bạn đã biết là ở Hoa Kỳ bây giờ đó các bạn có quỹ đầu tư Bitcoin ETF dựa theo future hợp đồng tương lai chứ không có Bitcoin ETF dựa theo spot. Khác với lại những nước như là Canada, Canada là những nước mà tiên phong có Bitcoin spot ETF, Hoa Kỳ vẫn chưa có. Và lý do đó thì SEC thì cứ nói là tại vì sợ cái vấn đề làm giá trên thị trường ảnh hưởng đến những nhà đầu tư. Nhưng mà trên thực tế đó các bạn cũng nên nhớ là cái Bitcoin Futures ETF cái giá của futures là dựa theo giá của spot cho nên Microsoft hand vẫn nghĩ là rất là vô lý khi mà SEC cứ nói là sợ làm giá mà lại cho thông qua một cái bitcoin etf futures cho nên đây là chuyện sớm muộn mà thôi và đối với nhiều người đó như là các bạn cũng đã nhớ là satan kevin O'Leary thì đã nói là dấu hiệu mà chúng ta thấy được là Hoa Kỳ đã mở đường cho nhiều công ty lớn đầu tư vào thị trường này là dấu hiệu gì? Đó chính là khi chúng ta có một cái quỹ đầu tư Spot Bitcoin ETF Không phải là chúng ta đang chờ đợi một lực nào hết mà chúng ta đang chờ đợi là khi nào mà SEC cho thông qua quỹ Bitcoin ETF là cái dấu hiệu lớn nhất gia dấu cho những nhà đầu tư mà họ đang chờ đợi Tại vì mà họ chưa dám vào thị trường này đó là sẽ đổi vào Đó là cái lòng tin của O'Leary của chúng ta hãy nhìn vào một số những tài liệu on-chain trong vòng 2-3 ngày qua đi Thì các bạn thấy trên màn hình ở đây là cái tài liệu liên quan đến tổng số lượng Bitcoin nạp vào à, Rút ra tính theo ngày thì chúng ta đã thấy được là trong vòng 3 ngày qua Đối với lại uh, Ethereum, chứ chúng ta hãy chuyển qua xem Bitcoin đi Thì đối với Bitcoin, các bạn sẽ thấy được là zoom vào Thì vài ngày trước đó chúng ta thấy được là có cái số lượng lớn Bitcoin rời khỏi uh, Liên tục 4 ngày, sau đó cuối tuần đó thứ sáu và chủ nhật thì cũng rất là im lặng cái số lượng nạp vào rút ra cũng không có là bao nhiêu nhưng mà chúng ta nhìn vào Ethereum thì ngược lại Ethereum đó trong dòng cuối tuần qua đó thứ sáu và chủ nhật thì chúng ta vẫn tiếp tục thấy cái số lượng Ether rời khỏi nhiều hơn là nạp vào và chúng ta thấy nhiều thanh đỏ hơn là xanh trong dòng hai tuần qua Ethereum đó thì cái tốc độ rời khỏi mạnh hơn là Bitcoin hiện tại Chúng ta bây giờ chuyển qua nói tới Cardano đi thì cũng có rất nhiều những thông tin tốt ngày hôm nay liên quan tới những bài nào mà yêu thích Cardano Thì Cardano chia sẻ là hiện bây giờ đó trên mạng lưới Cardano họ đã có rất là nhiều những cái địa chỉ ví được tạo ra. À, các bạn thấy được là mới đây đó Cardano trong năm nay thì đã đạt được cái mức cao mới là 3 triệu ví Cardano à, đã được tạo ra. Họ nói là 3 triệu hodler, sao cũng không hẳn đâu. Đây là 3 triệu ví mà thôi một ví có thể là được sở hữu À, bởi một người hay là một người có được, được sở hữu nhiều ví cho nên chúng ta không biết được là bao nhiêu người nhưng mà con số 3 triệu này cũng là một con số mà đáng kể và chúng ta thấy được là trong cái quý 1 đó thống kê là mỗi một ngày họ đã có thêm 5.000 địa chỉ ví và chúng ta thấy được là trong quý 1 đó đã có thêm 450.000 địa chỉ ví hiểu đơn giản là cái số lượng địa chỉ ví được tạo trên Cardano ngày là càng tăng lên đây đó cũng là một dấu hiệu cho thấy được là càng ngày có càng nhiều người muốn thử nghiệm mạng lưới này và chúng ta được là đây là cái biểu đồ cho thấy cái sự tăng trưởng của cái số địa chỉ ví trên mạng lưới của Cardano nhưng mà thêm vào đó nữa đó cũng có khá nhiều thông tin liên quan đến Cardano à, chuẩn bị có cái cầu kết nối giữa cái token Cardano và token của Ethereum ERC 20 và bây giờ đã có một cái dự án đó Họ nói là họ đã bắt đầu có thể sử dụng được rồi Đó chính là cái dự án Singularity.net Thì đây là một dự án cũng rất lâu rồi Thường hầu như là không nghe ai nói tới nữa Đây là cái dự án mà Thường nhớ đã có từ năm 2019 rồi Thì cái dự án này nói là họ đã bắt đầu có thể sử dụng được Cái cầu kết nối giữa mạng lưới Ethereum, giữa mạng lưới Cardano Và nhiều người đó thì cho đây là cái thông tin rất là quan trọng tại vì khi mà chúng ta đã bắt đầu có smart contract trên Cardano chúng ta bắt đầu đã có những cái ứng dụng phi tập trung hệ sinh thái bắt đầu hình thành đó thì điều quan trọng ở đây là một trong những cách mà có đi thu hút thêm được nhiều dự án gây dựng trên Cardano đó chính là cái sự dễ dàng để mà chuyển đổi token của họ từ mạng lưới Ethereum qua mạng lưới Cardano và điều này đang xảy ra ngoài chuyện này ra thì chúng ta thấy được là Snoop Dogg và Clay Nation à, đã bắt đầu bán NFT ở trên Cardano Blockchain rồi Snoop Dogg thì dạo này các bạn thấy được là toàn là NFT không, hết mạng lưới này, tới mạng lưới kia nhưng mà cũng là một trong những người mà được nhiều người trẻ yêu thích cho đến bây giờ cũng vậy Bạn đơn thuần cũng rất là thích nghe nhạc của Snoop Dogg từ nhiều năm qua Chúng ta cũng có một số những cái thông tin không tốt à, Thường sẽ bắt đầu từ cái thông tin liên quan tới MetaMask thì uh, MetaMask uh, chia sẻ là nếu như mà các bạn đang sở hữu cái ví MetaMask trên điện thoại di động Apple của các bạn đó thì uh, các bạn nên tắt cái phần gọi là iCloud backup có nghĩa là các bạn uh, backup cái account iCloud của mình tại vì sao? tại vì đó uh, MetaMask nói là có một người đó đã thông báo là lại bị mất đi 655 000 đô phần lớn là bị mất đi uh, là những cái NFT đó các bạn được người này mất đi rất nhiều những cái NFT À, như là FBI Club hay là Golden Cat Gang vân vân thì người này nó lý tại sao mà mất đi cái số lượng NFT này tại vì người này đó có một cái chương mục MetaMask ở trên cái thiết bị di động của Apple không nói rõ là điện thoại hay là cái thiết bị nào nhưng mà cái thiết bị di động của Apple và người này đã, đã bị tấn công iCloud thì cái lúc mà iCloud nó backup thì họ sẽ lưu lại luôn cái file keystone của cái ví Metamask và người nào mà có thể tấn công vào iCloud và nếu như mà cái mật mã mà không có đủ mạnh lên thì họ có thể là lấy được cái mật mã của Metamask và đây là lý do sao mà người này bị mất đi cái số tiền 655.000 này tại vì họ đã bị tấn công vào iCloud và trên iCloud có lưu trữ cái keystone file của cái ví Metamask thì đây chỉ là ảnh hưởng đến những người nào mà sử dụng cái thiết bị di động của Apple mà thôi và điều này đó cũng chỉ ảnh hưởng đến như mà nào mà không có sử dụng ví chữ lạnh tại vì các bạn cũng nên biết là nhiều bạn mà sử dụng ví chữ lạnh á, thì thường chỉ kết nối ví chữ lạnh với lại cái ví MetaMask mà thôi cho dù là các bạn có biết được địa chỉ ví MetaMask biết được cái mật mã của ví MetaMask à, thì các bạn cũng không thể di chuyển được ngoại trừ là các bạn có cái ví chữ lạnh của thuận trong tay mà thôi thì à, những mà nào mà chưa có tìm hiểu sử dụng ví chữ lạnh á, thì cũng nên tìm hiểu Kể xem coi là ví chữ lạnh đó là sử dụng ra sao. Thôi thì uh, hiện bây giờ vẫn sử dụng cái hai Đó chính là cái ví Ledger và cái ví Trezor. Kế tiếp đó là một dự án khác ngày hôm nay. Cũng đáng tiếc là dự án uh, Beanstalk. Uh, thì Binstock này đó là một cái dự án mà thường cũng không có rành lắm. stock này đó. Uh, họ là một cái DeFi và họ đã bị tấn công. Và đã bị lấy mất đi là 182 triệu đô la ngày hôm nay. Thì thông tin chi tiết đó là đây là một cái dự án DeFi và trên dự án này đó có cái cách mà các bạn mượn tiền nhanh đó, hay gọi là flash loan thì có một người đã có thể là thông qua cái cách mượn tiền nhanh này và họ mượn tổng cộng đó, theo thông tin đó là họ mượn thông qua cái giao thức AV mượn 1 tỷ đô la sau đó dùng 1 tỷ đô la này đó để mà mua đủ token của dự án. Binstock này để có thể chiếm là 67%. Sau khi mà họ chiếm được 67% cái quyền kiểm soát rồi đó, thì họ sẽ bỏ phiếu để mà rút tiền và đương nhiên họ đang sầu tới 67% họ sẽ bỏ phiếu để lấy tiền ra. Thì à, cuối cùng sau khi mà họ đã thành công đó, họ trả lại cái số lượng tiền mượn đó thì họ đã có lời được 80 triệu. Và đương nhiên đây không phải là cái dự án đầu tiên mà gặp trường hợp này Cho nên các bạn tham gia như ở DeFi thì các bạn cũng nên cẩn thận Nhất là dự án DeFi mà các bạn thấy được là cái phần trăm lợi nhuận cao Nhưng mà các bạn lại không có rõ là họ đã từng bị tấn công hay là chưa Hay là có lỗ hỏng nào hay là không Nếu như các bạn muốn tìm hiểu dự án nhỏ hơn đó, thì các bạn cũng nên cẩn thận và chuẩn bị tâm lý Nhưng chuyện này xảy ra rất nhiều lần và thêm vào đó nữa đó thì thông tin mới nhất liên quan tới cái vụ tấn công của mạng lưới Ronin, đó, mạng lưới à, hỗ trợ cái game Action Infinity đó thì FBI của Hoa Kỳ à, sau khi điều tra đó họ đã đưa ra cái à, thông báo là cái số lượng người mà tấn công mạng lưới Ronin của Action Infinity đó là những người đến từ những cái à, nhóm như là Lazarus Group hay là Apt 38 để là những cái nhóm mà có nguồn gốc đến từ Bắc Hàn thì có nghĩa là có khả năng là những người mà tấn công mạng lưới của Ronin đó là những người đến từ Bắc Hàn thì đối với những cái vụ hack gần đây đó thì đột ngột lại nghe nói tới rất nhiều người bắt đầu là trên Twitter, trên những mạng xã hội đó bắt đầu đưa ra những cái cuộc tấn công giống như là ai cũng nói smart contract là tốt nhưng mà smart contract đâu có tốt đâu cũng bị tấn công, bị hack liên tục hay là ai cũng nói là smart contract có thể sử dụng để mà thay thế một số những cái việc các bạn đang làm à, bây giờ đã thông qua những cái ứng dụng tập trung nhưng mà vẫn chưa có xảy ra smart contract chỉ là một trò lừa đảo, smart con... rất là nhiều những câu nói tương tự như vậy hầu như là họ đã không tấn công Bitcoin nữa tại Bitcoin bây giờ đã lớn mạnh rồi. Lúc trước họ cũng nói Bitcoin là bong bóng tài chính, Bitcoin là lừa đảo vân vân, Bitcoin là cờ bạc. Bây giờ đó hầu như là cái sự ủng hộ đối với Bitcoin và Ethereum quá lớn. Bây giờ họ lại chuyển qua đi mà tấn công những cái dự án DeFi, những cái dự án NFT, những cái smart contract, họ cũng nói những cái câu tương tự thì rất là khó nghe. Nhưng mà thôi cũng không quan tâm đâu, Tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn sự thật là như thế nào mà thôi. Sự thật đó thì các bạn có biết là mỗi một năm có biết bao nhiêu là công ty tập trung bị hack hay là không. Cái điều mà chúng ta nghe nói đây đó thì đương nhiên là không tốt, nhưng mà đối với một thị trường mới thì điều này hoàn toàn không thể tránh khỏi à, và các bạn nên nhớ là những người mà tấn công thị trường này đó nói xấu về bitcoin về crypto đó thì các bạn nên nhớ cũng là những người mà trước đây đó cũng nói xấu về internet các bạn đã thấy được là những người mà rất nổi tiếng đó thì trước đây cũng chia sẻ những cái câu nói tương tự như là các bạn thấy được là đây là cái bài viết năm 1995 của Newsweek thì nói là internet uh, sẽ thất bại internet chỉ là một cái trò đùa mà thôi không ai sử dụng internet ngoài đời đâu À, ai cũng muốn à, là nói chuyện ngoài đời ai cũng muốn mua sắm ngoài đời ai cũng muốn xem phim ai cũng muốn xem hình ngoài đời chứ không ai muốn xem hình trên màn hình đâu không muốn xem phim trên màn hình đâu đương nhiên họ đã sai rồi các bạn thấy được những người rất nổi tiếng à, tấn công internet trước đây như là John Allen trên CBC năm 1993 Robert McAfee 1995 Warren Patrick à, 1995 các bạn thấy được là rất nhiều và rất nhiều những người tương tự đã nói Internet là một trò đùa Internet là chỉ là lừa đảo không ai sử dụng Internet sau này đâu Bây giờ những người này đó, thì nghĩ sao Các bạn thấy được là ngoại trừ điều này ra thì chúng ta cũng có rất nhiều người nói là Apple khi mà ra cái iPhone đầu tiên là sẽ thất bại Tại vì iPhone thì quá lớn Đâu có ai muốn sử dụng điện thoại lớn như vậy hồi xưa đâu Ai cũng quen sử dụng cái bàn phím rồi Bây giờ iPhone là các bạn cảm ứng trên màn hình thì đâu có ai muốn sử dụng như vậy đâu rất nhiều người nói những lời tương tự và thị trường của điện thoại di động đó chúng ta có những cái công ty đồ sộ như là Palm, Nokia, Blackberry thì Apple đâu có chỗ đứng đâu các bạn thấy được rất nhiều người ngay cả những người nổi tiếng như là Steve Ballmer của Microsoft cũng nghĩ như vậy chúng ta thấy được là có rất nhiều người như là TechCrunch nhiều người khác cũng có suy nghĩ tương tự họ đã đúng hay là sai sau bao nhiêu năm các bạn thấy được là ngay cả công ty Tesla cũng như vậy, bao nhiêu năm qua thì người ta nói Tesla đó là công ty xe điện, xe điện không ai sử dụng đâu, xe điện thì đâu có ai dám xài, làm sao mà có thể nạp điện được, lỡ như trên đường hết điện thì ra sao, xe điện đâu có an toàn, vân vân và vân vân rất nhiều. Các bạn thấy được là một trong những người nổi tiếng nói Tesla đó sẽ thất bại, đó chính là partner của Warren Buffett Charlie Munger. Cuối cùng thì các bạn thấy Tesla thất bại hay là thành công? Và đương nhiên điều tương tự cũng đã xảy ra với Bitcoin trong dòng bao nhiêu năm qua, các bạn đã nhớ trong web này thường chia sẻ đó là cáo phó Bitcoin, Bitcoin Obituaries. Và trong vòng bao nhiêu năm qua đó từ năm 2010 tới bây giờ đó Bitcoin đã được cáo phó 447 lần bởi những người nổi tiếng. Các bạn có thể nhìn vào uh, trên cái lịch trình này đó có thể nói được là chúng ta xem năm uh, 2018 đi, có tới 93 bài viết lớn uh, đến từ tạp chí Forbes CCN tạp chí nào nó cũng nói là Bitcoin đó là một bong bóng là một sự lừa đảo bong bóng đã vỡ và sẽ mãi mãi không thể nào mà trở lại được không ai sử dụng Bitcoin vân vân bao nhiêu năm qua Bitcoin đã được cáo phó 447 lần bởi những công ty lớn này những người nổi tiếng này bao nhiêu năm qua thì giá cả BTC ra sao từ thời điểm là tháng 12 năm 2010 là 23 cent đến bây giờ là 40.000 đô 600 nếu như mà các bạn tin những cái lời nói đó đó thì các bạn đã bỏ lỡ cơ hội để có thể kiếm được lợi nhuận mà rất khó kiếm có trong thị trường crypto này những người mà thường nói xấu với bất cứ một cái ngành nào đó các bạn nên hiểu là người đó có thể là thực sự là họ không thích đương nhiên mọi người đều có một cái suy nghĩ riêng cái đó là thường không có trách được nhưng mà có thể là người đó nói xấu với một ngành nào đó tại vì họ có một cái suy nghĩ khác tại vì họ có một cái kế hoạch khác giống như là các bạn là một người mà là công ty sở hữu vàng hay là công ty đào vàng như là Peter Schiff thì làm sao mà thích Bitcoin được giống như là các bạn được nhiều nhà đầu tư vàng đó đang đổ lỗi là lý do tại sao vàng không tăng bao nhiêu năm qua là tại vì có sự xuất hiện của Bitcoin nhưng mà trong cái sự đổ lỗi đó họ cũng đã khẳng định được vị trí Bitcoin là bạn điện tử rồi các bạn hiểu ý của thằng nói hay là không và có thể là một số người họ không hiểu thì không hiểu các bạn có thể giải thích nhưng mà có một số người đó họ có thể là không muốn hiểu vì nhiều lý do khác. Các bạn có thể là một người làm việc cho ngân hàng, các bạn có thể là một người làm việc cho công ty vàng à, bán những cái cổ phần liên quan tới vàng vân vân thì đương nhiên những người đó sẽ không thích đâu. Và những cái cuộc tấn công đó đó thì các bạn cần phải suy nghĩ là người đó là ai và tại sao lại nói những lời đó. Và đương nhiên điều quan trọng hơn là các bạn cần phải tự đưa ra quyết định cho bản thân mình. Không ai biết được tương lai, câu hỏi là bạn tin hay là không tin mà thôi. Và bao nhiêu công ty Trước đây nó xấu bịch Bitcoin, bây giờ thì họ như thế nào? Bây giờ thì họ đang đăng bản mướn người để biết về Bitcoin Crypto Trong đó chúng ta có công ty CD, công ty Visa, Intel, Nike, Hulu, Meta, Apple, Nvidia, PayPal, Google, Fidelity, Amazon, Walmart, Samsung, Microsoft, JP Morgan, Wells Fargo, Mastercard, Morgan Stanley, Goldman Sachs và Bank of America những công ty này đó, toàn là những công ty mà các bạn có thể dễ dàng Google thấy được họ đã nói gì về crypto những năm trước đây bây giờ thì ra sao bây giờ là không những là họ nói tốt mà họ còn mướn người để phát triển bộ phận crypto trong công ty của họ cũng như là những người mà đã từng nói xấu về internet như từng nói xấu về tesla thì các bạn nghĩ bây giờ họ có like tesla hay không họ có sử dụng internet hay là không họ có sử dụng iphone hay không tâm lý rồi ngày hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần thì thường sẽ cùng các bạn dca à, nhưng mà ngày hôm nay cái video cũng khá dài rồi cho nên thường sẽ dời lại ngày mai và dành thời gian để mà DCA với các bạn. Chương mục hiện giờ đó, thì các bạn đã thấy để mình Refresh lại thì ở mức giá hiện tại đó, các bạn thấy là chúng ta vẫn đang là âm 4,1%, không nhiều lắm nhưng mà vẫn âm. Ngày mai thường sẽ dành thời gian trong cái video ngày mai để mà DCA cùng các bạn và trả lời một số những câu hỏi. Và đây là tất cả những thông tin Mình thùng muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay, thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và một lần nữa đó tôi muốn cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay nhưng mà nào mà có thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần capital đó thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch khi mà tham gia thăm mô link của Thuần capital giống như là các bạn à, có thể tham gia vào sàn Binance, các bạn có thể được giảm tới 20% phí giao dịch hay là các bạn có tham gia vào những sàn như là sàn Bybit thì có thể nhận được bonus cũng như giảm 10% phí giao dịch tháng đầu tiên, FTX các bạn có thể giảm được tới 10% cái phí giao dịch và những sàn khác như là chúng ta có sàn NEX, sàn Sanyx và như bên nào mà sống ở Hoa Kỳ ở đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase cũng như những mà nào mà không có sống ở Hoa Kỳ đây thì vẫn có thể sử dụng những ứng dụng như là Nexo và BlockFi để gọi crypto lấy lãi và đương nhiên crypto khoan ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta cũng thực hay nói đến và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn